đến nay vẫn là địa danh văn hóa cho nhiều thế hệ người Việt Nam đến thăm khi muốn tìm hiểu cội nguồn của đất nước, của dân tộc. Vùng đất lịch sử thiêng liêng này cho đến nay còn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa cũng như các cổ vật minh chứng cho 4.000 năm văn hiến của dân tộc. Đền Giếng thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có bài phát biểu quan trọng đúng vào ngày 3 tháng 2, kỷ niệm Đảng ta tròn 70 tuổi xuân, cũng là nơi cách đây 46 năm Bác Hồ kính yêu từng ân cần căn dặn các chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Đất tổ là cái nơi hội tụ tâm linh cả nước và của các gia đình trong cộng đồng dân tộc Việt Nam chúng ta. Đất tổ cũng là nơi nhà nước đầu tiên của dân tộc của chúng ta ra đời và cũng là kinh đô đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đại thế như chung cửa đại mà cái dân tộc ta có cơ đồ. Nếu nói văn hiến thì hàng ngàn năm văn hiến mà cái dân tộc ra đời trước khi nhà nước ta rời về thủ đô để tiếp quản thủ đô thì Bác Hồ đến đây mà Bác đã nói chuyện như là các đồng chí đã biết, Bác đã dặn dò thì tất nhiên là trích hai cái câu. Nhiều pháo hoa rực rỡ đến như hôm nay. Bây giờ chúng ta trở lại với cảng Hải Phòng. Vâng, cảng Hải Phòng chào đón năm con rồng bằng những hồi còi được kéo lên từ tàu đậu tại cảng với lời chúc đất liền và non nước quê nhà một năm.